của ba mà giờ trần người chầu á. Cái nào? Bởi... song sinh mà thương một cô gái đó rồi ra ra biển đứng lên là thành cái chầu chầu cao đó. À sẽ tích chầu cao. À, cao. Đó đó. Nói là con cổ tích Việt Nam vậy. Chầu cao. Cái câu chuyện đó em nghe mà không hiểu luôn anh. Hai người giống nhau rồi yêu chú một người hả? Hai sinh đôi. Sinh đôi à? Không, người đó yêu một một người thôi, chứ mà lộn. Đúng, bị lộn. Bị lộn. Tại vì do đúng nhau quá, ừ. Do là có một cái áo cho nên là chia nhau ra. Đúng rồi. Người anh không mặc, người em lúc nào cũng mặc một cái áo. Hôm bữa là do người em. Dạ, lần đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào cả nhà thân thương trên kênh Hậu Nhân Vlog nha. Ở hiện tại thì sáng giờ là chiều rồi cả nhà. Anh lên tí nè. Làm cho ly cà phê đá gì vậy? Anh tí cùng với nghệ sĩ nè cả nhà. Ngoài cà phê mình có gì nữa chị? Chào anh nha. Hello. Sáng giờ diễn mấy cảnh nè anh? Làm được mấy câu cảnh nè. Mấy cảnh nè hả? Đây. Sáng giờ, giờ mưa quá xuống trễ. Dạ. Dạ. Nãy đây cũng mưa luôn. Mưa đen trời luôn. Mưa đen trời luôn. Dạ, mưa đâu diễn hả? Mưa đâu diễn được không anh à? Cảnh nãy qua trong nhà với là lúc đó mưa cũng ít học à. Dạ. Rồi cho anh nghỉ đi cả nhà. Đây nè cả nhà. Đây là chỗ mà anh chị đang diễn nè. Anh đừng tí nè cả nhà. Nó là số mấy ông biết tổng thu một bình không? Đây cả nhà, đây là khung cảnh nè. Sáng giờ nè cả nhà. Nay trời mưa quá thì Hậu Nhân đến cũng hơi trễ ha. Anh Linh Tý đang bàn công việc. Tí nữa đây thì sẽ diễn một bối cảnh là giang hồ cả nhà. Bối cảnh giang hồ. MV này sắp diễn ra thì cả nhà mình xem sẽ rất là vui. Và có một bối cảnh sáng giờ đã quay là nhà đã bán nha. Nhà đã bán rồi cả nhà. Anh đang ngồi bên trong bàn công việc. Đây Hậu Nhân thì đang bên ngoài quay chia sẻ cả nhà mình xem ha. Trời thì bây giờ là hết mưa rồi. Đó. Quay phía trước cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà. Trời thì mưa rất là lớn nãy giờ. Ấy chị Lon ra. Dạ. Ê, tiểu thư ra tới. Dạ em chào chị. Mình đi đâu nè? Ra ngoài. Xin ra ngoài cho nó. Tiếp đây thấy là nó quen. Còn không quay phải về luôn. Đang chuẩn bị chị Lon diễn phần cảnh cuối nha mọi người. Rất hay. Em đi bao bao xem ha. Trời. Em bắt đầu em sợ. Hay. Người cũng sợ cái anh tới như người dân đồng của mỹ dân anh đồng của mỹ nó kiếm cái nào chống chống nó đi lấy xe đi chợ dạ, dạ. Chị Lon nghe cảnh này chị Lon có sợ không? Một mình chị ba người đàn ông luôn đó. Gồng lên đi chị. Em đi coi cái này là phân cảnh diễn ngoài đồng nha mọi người. Diễn ngoài đồng rất đẹp luôn. Bà nói người con gái miền Tây mà bằng áo màu ba là nhìn đẹp lắm luôn nè. Thêm hai cái hai bên nữa. Ơi. Với lại để em đi coi cái bối cảnh trên đầu em giờ. Dạ thì mấy anh đi coi bối cảnh ở bên ngoài cả nhà. Tí nữa thì giờ mấy anh đi khảo sát ngoài cánh đồng á. Đi kiếm cái cánh đồng đẹp. Cánh đồng đẹp. Cái đường nó không có ướt nhiều á. Bên này bây giờ bắt đầu khô đường. Ngon này. Hello em. Trời ơi hổm gặp em nhớ quá trời. Trời ơi sao nở lòng nào em quên anh. Em làm anh đau khổ quá. Lâu ngày em chỉ xuống shop 12 thăm em ha. Cửa em không mở. Cửa em không mở. Cửa em đã mất rồi. Em đã phá cái cửa lại. Cái lẹm em phá. Kìa là bít bằng xi măng rồi hả? Không chấm hàng. Chấm hàng luôn hả? Cửa đi đây ạ. Ừ. Rồi nó chắc lắm nha. Cái hàng vô đây. Ờ. Đụng vô là giật nhân nhân ơi. Thì ngắn bản mạch vô. Để mở ra khi cần mở.
không mệt rồi chứ dinh dưỡng rồi. Còn trăm nha, còn mấy cảnh nữa hả? Trăm trăm còn cảnh về xong rồi đó. Rồi ngay nhiều vậy hả? Rồi là chính đó. Ủa là cái cảnh già, là cảnh về già của chị là chị trong đó đúng không? Đâu cảnh về già chị cũng cảnh nhiều già. Cái này nói ra là lộ cái bản hết á nha. Thôi chúng ta giúp mọi người coi cái bất ngờ. Dạ. Không phải vậy. Vì anh em quay cắt mấy cái quan trọng ra. Dạ. Không lúc mà bấm máy là cắt liền. Dạ. Ủa anh nhậu giờ FPS này giờ này cũng hết nổi. Sao trong này sao không ngồi đi ngồi đâu đó trời. Sao vậy em? Buồn buồn cảnh gì mà ra giữa gốc cây à? Thì cao mới chịu. Làm cái bài gì mà giờ chầu cao đó. Cái bài gì đó? Bài gì đó? Bài gì của ba mà giờ chầu á. Cái nào? Bài song sinh mà thương một cô gái đó rồi ra ra biển đứng lên là thành cái chầu chầu cao đó. À sự tích chầu cao. À đó đó. Nó là con cổ tích Việt Nam vậy. Cao. Cái câu chuyện đó em nghe mà không hiểu luôn anh. Hai người giống nhau rồi yêu chú một người hả? Hai sinh đôi. Sinh đôi à? Ông người ấy yêu một người thôi, nhưng mà lộn. Đúng, bị lộn. Tại vì do đúng nhau quá, do là có một cái áo cho nên là chia nhau ra. Đúng rồi. Người anh không mặc, người em lúc nào cũng mặc một cái áo. Hôm bữa là do người em mặc hai áo đó rồi đó. Tuổi thơ bất hạnh ghê. Thiệt có coi mà. Mình có coi sống nhớ. Mẹ nó là sinh đôi, mặc áo thì sinh đôi nhưng mà gọi là bị lộn. Rồi nãy ai nói là coi đó rồi xong không hiểu. Đấy. Em tuổi thơ bất hạnh. Tuổi thơ em lo đi làm không mà nó ít coi lắm. Cuối cùng á thằng anh á là quá thân thần dưa hấu, là có ông kia ra ngoài đảo rồi lấy cột đó chồng. Cái đảo là mai anh tiên á, sao đâu sao nghe xa dữ vậy. Như từ cách chầu cao nó qua qua. Không kể cái điện đâu, chỉ là ta lên trên giỡn. Chết luôn, đá lên trời, đá xuống đất luôn. Đang chồng cái dưa hấu đi, có con rùa thần bay lên tặng cho cái nỏ. Ôi. Ăn như dưa luôn. Chồng thêm đi châu. Tặng cho cái nỏ xong anh em về tặng cho vua, tặng cho vua xong mang thêm vừa trồng vừa hấu vừa trồng thêm khế nữa, chắc có còn quả bay ngang qua. Hợp lý bộ đó, hợp lý dẫn rồi. Nếu này mình nghe cái chuyện nha bà con. Để tới phải lát đủ hết 365 tập con quả khế quả bay quá rồi, bay vô hả, gấp vô xong vô gấp vô cái động gặp thần tinh cái có thật xanh động đó. Hợp lý nha, hợp lý. Hồi nãy giờ em nghe anh kể là toàn là hành động không à, không có nào. Cái gì có thần tinh ở dưới gấp đây có thằng mã hay cái thằng mã nó ra nữa ba. Thơ nữa. Có đánh không? Qua nhậu à? Lâu lâu làm cái sợi chuyện. Chà. Lọc máu. 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 Buồn quá với cái năm lò. Đi mới chơi thêm ít ô vài cái ngủ luôn. Buồn làm năm lon mà vui vui chắc có 10 lon hả chị? Vui thùng. Bình thùng chạy luôn. Đón
Đây cả nhà, giờ anh chị chuẩn bị diễn thêm bối cảnh tiếp tục nha cả nhà.